nhìn thiên sứ chẳng an trong lòng. Tu pháp không chung đồng, khuyên đừng nóng nổi tà tâm, sẽ vương sai lầm. Trái bao nắng mưa sớm trưa, cần gắng công thầm mong viên thành. Huynh khuyên đừng bài xa trái quá, tu hành sao chẳng từ bi, gắng không xa gì dung thứ mà chi. Dạ dạ, con ngu dại lỡ lầm, xin lão tổ rộng lòng thương xót. Tâm nguyện tổ niệm sơn tông, ngàn năm nương về hư không. Vì sao sinh nở gây phiền lòng? Bạch lão tổ, huynh đệ con từng ngưỡng mộ quý danh lão tổ Nhật Nguyệt Quang đắc đạo tu hành, thầm tưởng mơ có được duyên lành nên khổ công quang sáng ngàn dặm, đắm thâm tình đến núi Tuyết Dương, nguyện xá thân tìm thầy học đạo. Xin thứ tha kẻ sân si cuồng bao, thu nhận môn đồ như tái tạo lái sinh. Phật pháp quyền di an nhiên mặc định, cầu kiến minh sư tại sao ra lệnh. Mở lượng từ bi để lời bái thình, các người trong kìa nhà lửa núi Tuyết Dần. Nếu hai người can đảm vượt qua, ta sẽ thâu nhận làm đệ tử. Lửa đốt cháy tịnh gia, phải lìa bỏ dương trần, chôn thân sống vô phần còn học đạo được sao? Cầu đạo phải xin dù quyết lễ tuôn trào, nhà lửa nếu không vào thành đạo dần còn xa. Trọn tâm lành gian khổ những ngày qua, như một giấc nam khá gian hòa vào. Sứ học đạo thầm tối sầu chúa xó thương đau, hoài bão vỡ tan rồi. Sương tuyết mãi buồn rơi, phủ kính cả núi đồi. Buồn lạnh lẽo dung bồi thêm cay đắng, tâm tư thổn thức cứ hoài chịu nặng bơ. Đường tầm sư học đạo quá hải kinh, huynh cần lượng sức mình theo để về quê cũ. Muốn cứu nạn nhân sinh không phải tu là đồ, tròn đạo lý thiện lương hiện nhu dân hơn. Nhìn trần gian ngàn cái trăm đàn ân giả luôn tu, xem đời cũng như phù du sáng công sáng soi rằng người. Hiền huynh ơi, lý nào hai nơi, khi nếu tu xa ngàn khơi, huynh chôn đời thảm sông tận lệ rơi. Nếu thiên đã nở hoa sen vàng đang chờ đợi, lòng ngưỡng mộ không dời đạo pháp mãi huy hoàng. Ân hiếu của mẹ cha như
dặm sông ngàn. Muốn đền đáp phải bền gan ánh đạo vàng soi sáng. Tiêu tan nạn kiếp chẳng luân hồi là nền tảng vẽ mười ân. Nhờ sư đệ quay về bẩm lại với sông thân. Sĩ thiện số ba phần xin ân cần ta tôi. Ngài đắc quả không xa độ mẹ cha thương hội. Đông phương hướng niềm vui ngồi thứ tòa liên kỳ. Còn thân mới tịnh tu chết rồi là chó bụi. Chuyện rủi quá đau lòng lời cuối để khuyên huynh. Đã chi quyết nương về miền cảnh giới quy linh. Huynh đã dựng niềm tin hiền để hiền cho lòng. Sai lầm tâm hiền lương nghĩa nhân không tu hành vẫn hơn người đi về mau hãy nhớ đến sông thần chớ nên hững hờ. Đôi ta đang ký ước câu kim bằng kết vào dẫu phải xa nhau ghi thầm tình chẳng phải mờ thôi đành cam dính ly do cơ trời khiến chia lìa. Hồn huynh sẽ theo Phật Đà Đông Phương bao luyến thương mộng khuê hả sĩ thiên hiền quân sĩ thiên hiền quân. Tên sư mang trả tham tàn gieo kinh hoàng thế lương thế nhân. Lão tổ nhất quyết quan ta thề không thứ tha cho nhà người. Thương hiền huynh thân nát tan hồi hết đời chờ đón ta mình thề đưa quán sâu. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, Phật rất gần chứ chẳng xa đâu. Hiểu thấu đạo quyền di dầu nguy hiểm dân an lành. Như trái ngọt diệu thanh, như hoa nở tươi cành. Sự thật đã khơi bài và hiển hiện không sai. Phi nhận tìm đạo pháp nhiễm màu cầu ngôi vị quyền quái mộng bá lật độc tài trên nẻo dài tham ái. Con hài lắm tâm tư nghe những lời truyền dài rồi tìm hướng tương lai mai hậu chốn liên đài. Mật định chuẩn đề đại pha thầy sẽ truyền con gắng tu. Hân hoan biết bao con thành công giáo pháp ân sư tinh thông từ lâu mong. Hiểu sẵn sàng không không tìm vui nâu sầu. Tinh tấn đừng sao lang gắn tu đô trì à thế à nhân. Pháp môn nhiệm màu
mừng khi thấy hiền huynh đang sống an, ta vui tương phùng. Lão tổ đâu hai màu gặp nhau, lực hùng lược thao phép tài ai cao. Lửa hồng phép bao thiền sư, thứ ai kiên trì. Nhân tu mới mong phước duyên, nhờ thế huynh bình yên đã thành. Riêng để lòng sân nên kém mai, không ngờ mi vui tình thân, giả tâm càng lừa lão tổ nhất nguyệt quan. Nơi nào đến đây so tài, phi đệ ơi, sư phụ đã phải rời nhục thế ở dương gian. Thanh thản nhàn an, ngài vẫn sanh rồi, sen vàng cứu phẩm nở hoa. Từ nay không vướng bận chốn ta bà. Mi hãy im lời chớ dối gạt ta, quyết sẽ lôi đầu lão hắc ám ra. Bài vị ân sư những dòng chữ nhạt nhòa, để hai hương tình bỏ qua. Sĩ thiện nghe đây, ta trọng lời ước thể kiếm bằng hậu đãi ngươi. Thế mà nợ vô tâm phụ tình bằng hữu, cùng lão hắc ám dối gạt ta. Từ nay mãi mãi về sau, nếu trong đời hiền kiếp vẫn gặp nhau, ta sẽ tìm cách hại ngươi không dung thứ. Phi nhẫn đệ, cấm nghe. Từ hôm nay, tình huynh đệ giữa sĩ thiện và phi nhẫn như thanh gươm đứt gãy. Là một vị Phật thành tựu quả vị Tu Tất Địa, dịch nghĩa là chánh đẳng, chánh giác đầu tiên trong vũ trụ. Trải qua bảy đức Phật: thứ nhất, Tỳ Lô Giá Na Phật; thứ hai, Thi Khí Phật; thứ ba, Câu Lưu Tôn Phật; thứ tư, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật; thứ năm, Ca Diếp Phật; thứ sáu, Thức Khí Phật; và thứ bảy là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến đời chánh pháp, Đức Quay Âm Dương Phật Tích Như Lai, mãn 300 ức câu chi số kiếp, tại thế giới tổng trì quốc độ Trung Thiên, nước tên Đông Thắng Phương, tại quốc độ Đàn Diệt. Bỗng trong thành phát ra tiếng sấm lớn, trong tiếng sấm vang ra Phật đảnh tâm ấn: Bồ Lâm, Bồ Lâm, Bồ lòng thương nhớ con thêm buồn lo, núi non sông nước tìm dò, mong cầu sao thấy nhau đêm từng đêm khác nào. Con hiện đại ở đâu, trời hỏi gì đâu phải cơm lìa sang nguyên bằng
dòng thời gian chẳng tường vắng, làm sao có niềm tin xa rồi cảnh giới chỉ mong tưởng đàn hồn thương mãi dân gian. Nhìn rừng xanh nó buông về quang tàn, phán hoàng từng cơn tái tê gian gian. Khuyên ba giới bớt của ta cứ mang tờ thay nghiêng, nay chỉ lẻ có nén đau thương vì tai kiếp mà đoạn đường dạng theo đường tờ màu vấn vương thấu cảnh trải rất cuồng đường thầm lo trẻ lạc loài buông phương tim có cầu sương trên đường trao nát dụng con tim thổn thức nghẹn ngào qua la hiểu sao vì cảm thương. Tùy phước ơi lời Phật dạy tâm nhận Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ qua đã hiểu thấu đạo vàng cao cả bởi am tình mây luyến trăng qua nên xa đỏ chúng dương. Lời tâm sở của ta thêm thông thiết muôn phần, tiền kiếp xưa ngày qua là huynh đệ, trời dấu bể phú trầm vì không để kiên nhau. Không tước dương tái hiện trại niềm đau, gieo tan tóc máu đào cho muôn quân là thiên nhàn. Sĩ thiện chính là chàng bạn kim lan tấn phi nhân, đặt tâm tạo quán sâu về hẳn gì buồn. Thì ra kiếp trước Bồ Tát thiên nhàn là sĩ thiện, còn phi nhân là khổng tước của ngài nay. Đúng, vì hiểu lầm sĩ thiện vô ân nên khi nhẫn thề trả thù bằng kiếp lai sinh, và thiên thủ chính là con của ta và thiên nhãn. Chỉ vì quá thương con bà mới cái trang trưởng giả nữ, cái tên họ lạc chân từ thượng giới xuống dương trần. Nhân quả lìa nhau, nhìn sứ đệ tử cao bảo tàng tìm tra hận, tính tỏa chốn tòa sen còn tuổi buồn duyên. Phật quan khiên tung trái mây xoay dần vì khó thoát cánh trầm luôn. Hai tín nữ kia ở nơi đâu, sao dám vào đến đây? Ta chỉ e cho đó có sanh tồn. Hãy nhìn rõ những người ẩn tu không quen biết với phàm nhân, nếu khôn hồn nghe lệnh phán phải đi liền, bằng ngà quan cô rước lụy phiền vào thân, mau kiếm lui chân. Đã nhàn tu sao cô đường này có được bởi thiên, chẳng ai có quyền nhìn vật hưởng của riêng. Tùy phước hãy lui về cầm phải lễ kiên, đạo xưa ngài đức trọng người chưa nên dòng động. Xin quán ý thư ta tôi tìm con thất lạc, ngài chỉ dùng ơn ghi tạc.
Con của Tín Nữ bao lớn, trai hay gái? Con tôi tròn 9 tuổi, nó con trai. Cười cái gì? Các người chắc là mất trí. Hãy đi đi, đừng bỡn cợt thất công. Trẻ nên chính mà đi khắp Tây Đông, lời nói đó làm sao tin được? Xảo ngữ, xem đây. Đạo sư rất đúng, con của tôi còn thơ trẻ, nhưng không mai về dương tay ký công đức dương tiền ra thù sư mù tâm mà bắn con tôi nơi nào biệt tâm xó xa thầm. Lời cầu xin nhờ ân đức thương xót, ông biết tin vui lòng bài tư. Tình thương con mẫu thân đi tìm ngàn thương, mãi tư lương nghiêng ngào đoạn trường. Hoài về khó yên bề khổ cho nàng à. Hiếu dân tình thân nhà thương à, bao điều tai ương đưa vào cô thương tôi trẻ mong tâm con của mình về. Sư phụ, có phải sư phụ thọ trọng thương? Không, ta không bị ai đả thương cả. Trước đây hơn một tháng, ta bay lên cung trời đảo lợi, thấy có trái hồng đào chín, nên bay đến bắt lấy nó thọ dùng. Không ngờ đó chẳng phải là hồng đào, mà là một đứa trẻ đang dãy dụa trong bụng. Nó đã làm cho ta cháo đảo, và ta đây đã rơi xuống vùng sa mạc hoang vu. Không tin. Hả? Tin thú thiên. Thì đã người im ngại, tôi tình đành nguy tai, là tình tố nơi thường thiên dám xa cõi trời, xuống trần để lòng mê say tình tơ, ngàn kiếp cam chôn đời hà hà. Chỉ tình kết quả chỉ là số duyên cho trời, sắp bài đổi đời với nào ý riêng, đành những tâm ai con hiền ta do mi nhiếp hoàng, cô này được, ta sẽ thay mệnh trời đưa mi về thượng giới. Tình tố thiên, hãy xem lõ thần lũ ly của ta đi. Bạch sư phụ, sao sư phụ thâu người đàn bà này vào lõi lũ ly? Thầy có quán thù gì với bà ấy à?
ta và bà ấy không có oán thù chi, cũng chẳng cùng chung quyến thuộc, nhưng phải bắt tình tu thiên thầy sẽ kể căn nguyên. Bà phạm lực chốn thiên cung nên Ngọc Hoàng bắt tôi dám lên xuống trần gian qua duyên kết tơ loan. Ta tuân thủ mệnh trời bắt kẻ ngược ngang, tình tú thiên phải nguy nan chẳng còn dịp quán than. Ôi uống bay công tu để rồi dương tai nạn, chồng vợ nghe phải lìa tan, nghe mẫu tử có trùng quan. Ta đã phát thể rồi, hoàng quan tương báo, định luật tuần hoàng. Ai đưa ta vào thống hận bẻ bàn, ta quyết chí đổi thù thay bạn. Trần gieo phiền não tình tu thiên đã lâm tai nạn, Phật môn quyền thầm sao không chuyên tâm, dường dẫn thêm hận căm. Hôm nay có hình ai thấu tình mẫu tư phân ly, đầu xưa cùng thiên tướng thưa qua dần dần lên chiếu vàng, tinh tú thiên bao hôm thọ nàng. Phi nhẫn ơi, ta già này đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, sao còn ghi lòng oán hận hạ vợ con ta? Ngàn thuở không phai, chính mi gây nghi cái, xóa câu kim bằng dòng nghĩa di giao để không quên lối. Hận hiện đề chẳng tứ dung thì người bạc mạng phải lâm chung là sứ huynh sĩ thiên. Hãy xóa nợ tiền khiên giúp huynh tròn ước nguyện, hồn gửi về La Cán Đông Phương miền diện thoát luân hồi. Là thiên trước thiện lương, tình tú thiên không oán thù xin nhủ lòng thương, thiên thủ tuổi còn thơ để tưởng tình tha mang, quan bao mãi cứ mang ký hùng thêm suối loạn, huynh già để vô can vì sao cứ thâm thù. Sư phụ ta cùng thầy ngươi đoạn chi giao, Phi Nhẫn và Sĩ Thiện chia ly tình bằng hữu, hoàng trải do ngươi gây khó quên thù xưa cũ, ta sẽ bắt mi về thọ tội trước sư môn. Sĩ Thiện hãy xem đi. Tiền kiếp vì mối thù quán trái của Khổng Tước Dương Phi Nhẫn và Bồ Tát Thiên Nhãn là Sĩ Thiện, nên Khổng Tước Dương mất trái hồng đào là hóa thân của Thiên Thủ, con trai của Thiên Nhãn. Cũng nhờ duyên may, Khổng Tước thả Thiên Thủ ra lại rừng xanh,
nhờ hoàng đế Đại Quay Dương cứu thoát đem về nuôi nấng và trở thành thái tử nước Đông Thắng Phương. Cõi đời như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn máy tạo chuyển xoay, lô tu giải thoát đọa đài đắng cay. Đã có ánh đạo vàng rực sáng ở trần gian, đứng giải thoát cứu chúng sanh tìm giác ngộ. Chúng sinh cùng đầu đen máu đỏ. Túc Vệ Quân, dạ, hãy đưa cung nữ vào truyền thái y chăm sóc nha. Mục Lệ Quân, dạ. Cung nữ đó với nàng một như hai, hai mà một, cũng mài mắt mũi môi, cũng thân hình diễm lệ, cùng đi đừng nói cười nhờ trí óc con. Nguyện hứa
ôi đáng khen thay cho một lễ quân chân thành nết hạnh, lành tốt trọng nghĩa nhân như khách bạc chuông đồng. Nàng xứng đáng cùng ta là tri kỷ. Đa tạ Đông Cung. Hoàng thượng và Dương hậu gia lâm. Con kính bái phụ Dương và mẫu hậu. Dạ, tiện nữ thỉnh an hoàng thượng và nương nương. Hai con hãy đứng lên. Chớ quá khiêm cung thủ lễ. Thái tử con. Dạ. Một lễ quân hầu hạ con có chu đáo không? Tâu phụ Dương, đối với con, nàng là bạn tri kỷ tâm đồng. Con xin từ chối ngôn từ hầu hạ. Con trai của mẹ chớ khiêm nhường thái quá. Cũng như mẫu hoàng, nơi cung vàng thường hầu hạ phụ Dương con. Dạ, tâu mẫu hậu. Mẹ cùng cha như bướm kề hoa, hôn nhân giao ước ngày qua, cùng chính nhân vợ chồng. Mẹ hầu cha nghi lễ tòng mà phụ, riêng con cùng với lệ quân bằng hữu xem ngàn lời con buông thước hiền nhân xứng danh con rồng. Hân hoan vui thích lòng cha. Phụ Dương và hoàng mẫu, cha mẹ hãy nhìn xem giai nhân một lễ quân tha thước vẻ thanh tân, đẹp rực rỡ như vì sao bắt đầu. Con nhìn không sai, một lễ quân đẹp lắm. Xứng đáng cùng con ngự bổ ngai thọ quyền Dương hầu. Nhưng theo dòng thời gian sẽ trở thành già sâu, gian lưng còng gối mỗi chân rung ghi dấu nẻo vô thương. Bằng cách nào cải tử hoàn sanh để được sống miên trường, hay say đắm bằng tình thương ảo mộng rồi nức nở nghẹn ngào tống tiễn một người đi. Làm Dương đế uy quyền không thoát cảnh sinh ly, dù gác ngọc lầu vàng cũng sầu bi từ biệt, chỉ có đường dài.
giác ngộ đầy quá thơm, có biết là hương thiên thiền tu mau thoát nghiệp luân hồi. Thiên thủ sao lắm lời vô lễ, ai bày mưu với con bất hiếu nhi không ra gì, cho thiên tu xuất gia giam cái ta nơi chương tòa tâm thề không thứ tha. Hoàng tử ơi cớ sao lìa xa, xin thứ tha tôi tình gieo phiền, nói ngôi chùa hạnh lành điện tiền, mẹ già đang đau khổ hạnh thiên sao. Tự sẽ thành thân cùng một nữ đẹp dâu trần, tìm đạo hạnh xuất gia ôi gian khổ thập phần, tu hành giữa thâm cung ân cần nhìn trai giới, tỉnh tọa vốn chương tòa là nơi hướng thiện tâm, thống trị cả sang hạ dựng no ấp tháng năm, giặc dữ chẳng nảy mầm tình thâm hòa tôi chúa. Từ thành thị đến thôn lân giàu sang có lúa, cha mẹ chọn niềm vui là con đã đủ rồi. Nhưng phải luân hồi nghiệp lực mãi kéo lôi, phước báo hưởng trọn sẽ rước phần thăm khổ. Sanh lão bệnh tử đưa chúng sanh vào đại mộ, thành chánh giáo Phật Đà nguyện tế độ mẹ cha. Cầm ngay thiết ngữ quân đưa thái tử vào điện Dương cung, tất cả ngày đêm canh gác, cấm vệ thành không cho kẻ vào ra. Hoàng hậu Mục Lệ Quân, nếu thiên thủ mất dạng chốn chương tòa, trẫm sẽ theo Dương pháp hoàng gia nghiêm trị. Phụ vương đừng nói nữa. Thiên thủ thưa mẫu hậu, ơi con vì sao hướng theo đạo Dương cung quy hoàng nỡ đành phụ dung. Chẳng ai nghĩ cái sâu xé tranh giành, ngày nay đầu xanh sáng mai bạc mồ quang vui chôn, chia ly thương sầu nương theo đường tu pháp môn nhiệm màu. Hiếu ân trên đầu tìm câu nơi đâu mơ tan chân ly, xuất gia từ Nam mô Tu là cội phúc, tình là dây quan. Trời nương nương tỉnh lại nương nương. Thank you.
đầy vơi. Nhìn mây xám muôn nơi, xót tình con nước mắt thay lời. Vì sao dính ly đời, mẹ cha buồn vì thương nước non. Tâm khấn xin chuyện lai lòng con, giữ đạo nhà hòa trang hiếu thân. Muôn thuở trao nghĩa nhân mời ông tu nương nương. Cô nén đau sầu tư sao trước tận tường, đừng xa lánh cung đường. Phải tuyệt đời lệ quân xa chi, chỉ mong sao xóa tan sầu bi. Chốn dương triều quyền dương vũ quy, an nước dân trước sau tường tri. Lẫn ngày ta thao thức nghĩ suy, thầm tưởng phải chia ly đứa con mình yêu mến. Tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến, thầm tưởng rằng khó thể bình yên vì đưa đến chuyện thương sâu. Vào đâu khi tương lai vừa rực sáng, một liềm tân anh quy hoàng tan trắng sẽ trùm vắng. Lệ quân ơi, chỉ có con quá giải mọi khó khăn, hãy tìm cách quyên ngăn thái tử đừng thi phát. Trước cô giang sang hoàng tộc không tan nát, sau phối hợp lương duyên đôi lứa khác là tất cả niềm tin. Thái tử sẽ hiểu mình hiếu ân trọn ba thào, tâm khấn nguyện ơn trên cho đông cung đừng trái đạo. Tái tạo người ngai vàng chi bảo dương gia, ta rất biết ơn con nếu thái tử quên bỏ đường đạo pháp và hôn lễ cử hành long trọng tại dương cung. Ta đã cho mời thái tử đến sau, con ở lại đón tiếp người hôn phối và gắn chú toàn nguyện vọng của ta nha. Dạ, con tuân lệnh nương nương. Kìa, Mục Lệ Quân, sao nàng lại có mặt ở nơi đây? Chẳng phải mẫu hậu đòi ta đến à? Dạ bẩm thái tử, lệnh hoàng hậu vừa mới trở về cung thầm, trước khi nhắn nhủ đôi lời cùng thái tử kính yêu. Lời nhắn của mẹ ta không ngoài việc đừng xả thân cầu đạo. Thái tử Mục Lệ Quân. Dạ. Nàng đưa hai tay cho ta. Ôi, đau quá thái tử ơi. Còn bây giờ nàng cảm thấy ra sao? Dạ, vô cùng dễ chịu. Vô cùng dễ chịu. Mục Lệ Quân. Dạ. Ta chỉ trói nàng với sợi dây ngọc đái
mà nàng đã thét la đau đớn. Nếu như Lệ Quân trói đời ta bằng dây tình cam, chắc chắn nỗi kinh hoàng sẽ dài xéo cả tâm. Chiều ý nàng thống trị cả gian sang, từ bỏ chuyện băng ngàn trên lộ trình giác ngộ. Thái tử, với điều kiện chúng sanh đừng mang số chẳng luân hồi bệnh khổ già nua mà tới độ ca muôn loài. Bỏ ngoài tay thiền định tháng năm dài, tuôn chảy suối từ bi hành thiện vì tâm ái, nhân sinh chẳng dứt giả đọa đài khổ ai trầm luân. Điều kiện quá dễ dàng phải không Mục Lễ Quân? Nếu Dương Phụ khai ân mẫu hậu cần chấp thuận, thiên thủ sẽ chôn thân mãi vào bổn phận, thành hôn với tiểu thơ và đón nhận ngai vàng. Sao chẳng nỡ tuôn ra những lời cảm đoan trái ngàn, trong trần thế vua quan cả toàn dân ngài sống an được trường sanh. Có không chàng hiểu thông hương ly đạo thanh hoài công mộ quan phú thân người, không còn nói cười cười cha con chồng vợ hết lời luyến thương. Cảnh sinh thượng giới đông phương, nhạc trời qua nở mùi hương sen vàng. Dứt từ đàn khai tổ hoàng gia, luân chiều ban ra cam đành, tuổi tứ ngày mang quán thang buồn mà. Tâm hồn thanh thang ta chẳng dân phiền hay trách thương cùng nhau, cuộc đời gian áo khôn lường. Hàm sống làm chi, phải vương đoạn trường. Trường sinh hồng cứ
đau, sai đôi ẩm thiên xuống trần hố đau bậc chân tu. Ngài giác ngộ hiểu đời là áo anh phù du, thái tử giả thuận ứng cùng giữa hoa thảm cành. Nương áo bà hài ngay dưới kiếp đời hiu quạnh, tìm sơn lạnh thiền tu thành chánh giác đổ đời. Kìa ngàn quân binh dây kinh thành làm sao hành trình, lời truyền vua cha ta vượt qua khó mong sánh tồn. Nàng đừng hy sinh để cho ta xa thân liều mình, soi sáng đức tin đạo pháp con đường tu làm tròn. Đừng nên lưu luyến chung ước nguyện chờ mong giáng sanh, mất linh cõi thượng thiên duyên lành đang chờ đợi, mời gọi bậc xuất gia tìm lạc cảnh an. Sẽ thưa mẫu hoàng xin vua ngoan tìm vui, thoát ra khỏi dòng thành tiếng chàng tìm chân lý. Thành chân giác hồi quy ánh đạo vàng thiên mỹ, cha mẹ sẽ thứ tha quan hỷ đón tương phùng. Ôi vàng nẻo muôn trùng ta nhớ mãi Lệ Quân, nàng là đại ân nhân giúp ta tròn đạo càng. Trời không phụ hiền nhân tu hành thành chánh quả, ta hứa sẽ chan hòa thế độ chúng sanh. Lòng chờ cất bước xuất gia, ta xử liệu như hà cùng khanh tế triều ca. Đông thắng phương đại quốc phải chan hòa bi thảm, xót xa ai thấu hiểu lòng ta. Thở thần vào ra ngồi không yên già, trông vào ai giữ vững sang hà và an định đạo nhà. Thiếp cũng như ngài không hận thiết tha, thái tử đã gây ra bỏ hoàng cung điện gác trường tòa sớm năm
quan và là nhà. Nếu còn hồi tâm tiếp xin lấy trà đóng dốc sang hà nở hoa. Thái tử và tiểu thơ Mục Lệ Quân xin cầu kiến. Mời vào điện Dương cung. Dạ, hai con kính bái phụ Dương và mẫu hậu. Chúc long thể an khang. Hai con hãy đứng lên. Mẹ đang chờ hỷ tính. Muôn tâu, nhờ ân đức của phụ Dương và mẫu hậu, thái tử đã hồi tâm chuyển ý, trọn hiếu ân không nghĩ chuyện tu hành, định sang hạ cho thỏa mộng bình sanh, tạo quy danh nước Đông Thăng phương an lành. Ôi hân hoan thay nhân sanh bất hạnh, cánh đoàn viên thành tựu thâm tình, trầm sẽ tuyên ngôn giữa chốn cung đình. Hôn ước vẹn vẹn con cùng Mục Lệ Quân. Ôi con hiền dấu thảo, phước trời ban không trái đạo dương triều, ngàn đến ngôi trên dưới dập dìu, tiếng tiêu thiều nhà nhạc vang lên. Muôn tâu muốn bền xã tắc, phải cùng nhau thắt chặt thâm tình, trên dưới một lòng mà đức độ nghiêm minh, cái từ tâm non nước sẽ thái bình. Lời thái tử là khuôn vàng thước ngọc, lễ đăng dương ơn mưa móng rưới nhuần, để có được niềm vui an định tinh thần, cho thái tử dạo ngoại thành tìm hiểu toàn dân. Một Lệ Quân thưa qua xin thánh hoàng ân thuận, cho hoàng nhi nhàn vũ dò xem vào đón nhận, hiểu được lòng muôn dân trước khi lên ngôi báo, trí tuệ sớm tin tưởng hoàng máu bậc đế dương. Truyền ngự lâm quân xe giá trước cung đường, đội kỵ binh hùng cường khôi giáp đau thương, hầu hạ cho Dương Phi cùng thái tử chớ xem thường, hậu quả khó đo lường nếu hờ hững phòng thân. Đội ơn phụ Dương, chuyện du xuân cho khuây khỏa chẳng đi xa, con chỉ cần Mã Phu và Mục Lệ Quân làm bạn. Thái tử, sự gặp phường đạo tặc sát khí hung tàn, con phải làm sao? Phụ Dương quên con đã từng ăn tường cung kiếm. Tâu Kim Thượng, thái tử chẳng đi xa, xin ngài nên thương nghị. Con trẻ lên đường dạo xem sơn thủy non nước của mình, cho tâm hồn thảnh thơi bằng những lúc vui chơi, hiểu thấu khắp nơi. Có Lệ Quân kê cận sẽ tâu vua từng tầng, thánh thượng chớ phân vân e bần giả hoàng ân. Được, trẫm chuẩn tấu. Đội ơn phụ hoàng và mẫu hậu. Muôn tâu, dường như Kim Thượng không an long thể. Hậu ơi, trẫm linh cảm thái tử du xuân lần này sẽ không bao giờ trở lại. Linh tính cho ta biết trước, phải chia ly phụ tử muôn đời. Cõi trần gian vật đổi sao dời, đại quái dương đế nghẹn lời, số trời sầu khóc con. Thiên thủ sẽ trở về thống trị cung son, thanh thượng dần đó là
đối với người nặng tình thâm. Riêng thiên thủ đã sai lầm theo bước đường giải thoát. Không tưởng chữ cù lao quên má đào điện cát, sống cuộc đời phiêu bạc làng du tìm tu ẩn sơn tông. Quên điện ngọc lầu xóm vui chuông bò đâu sông. Mặt dương phụ mẫu hoàng trong thương nhớ, đôi mắt trầm nghi ngờ cả một lệ quân. Giúp thái tử phụ thăm ân dưỡng dục sanh thành, tạo duyên lành trong áo bà hai gái. Nguyện sống kiếp đỏ đài mong có ngày đắc qua. Nhà sai trai linh dạy phải thi hành bắt thái tử hồi cung. Nếu nghịch kỷ dương triều cương quyết chẳng thứ dung, lời phán đến cử trùng chém đầu rồi tâu bầm. Dù nát ruột lòng đau cả niềm thương sâu đậm, đành chấp nhận đoạn tình thấm máu của hoàng. Cắt tay bao nợ, nếu nó lỗi đạo nhà, ruột cắt ruột đành thôi. Còn xa mà sao thiếp thay thiết tha cho người ngoài sương dương. Sống cuộc đời màn trời chiếu cỏ tỏ tâm tình, qua tiếng kể lời kinh hoàng hảo một công trên. Sân si hờn giận sẽ không còn tròn chánh quả Như Lai. Điện thái tử dẫm dài lễ mặn khóe mi cay, chờ đợi anh ban mai ngàn tương lai rực sáng. Mất định đứng thấy tôn nhiệm màu trời quang đàng
đời giác ngộ truyền gian như sấm dậy chuông rền. Ta chỉ sợ cho nàng nguy hiểm kề bên, dối gạt lãnh bề trên đưa ta tìm chân lý. Đáng khen cách má hồng kiên tranh chung thủy, không phải nhà tâm đồng vì đảo xa thân. Thái tử có thích khách. Mi là ai? Hả? Sai phúc. Tên cận vệ thân tín, mi dám hành thích ta? Bẩm thái tử, chúng thần là đội binh tinh nhuệ của đại quai dương. Nếu có tình hạ thủ, ngài sẽ không thoát khỏi. Nhưng tất cả giả vờ thất bại, để thánh hoàng không tỏa dạ nghi ngờ. Đức vua cho các người theo ám hại thái tử à? Hành động đó khi nào thái tử tìm đường vượt thoát? Trời ơi! Thái tử! Thần quỳ cầu xin tha, khi đấng vua lên truyền phán ra, tâm xót xa mới theo bên ngoài, thương trang anh tài đoá đài sương gió. Đời ta tìm vui thảo an, không luyến tham cung vàng để ta buồn thân. Thái tử hãy cho thần cùng chung bước quan sang, sương tuyết dần bền gan thử thách ngàn giống bao. Cùng thái tử hướng về pháp đạo, tạo duyên lành tế độ chúng sanh vào nẻo thiền chân thành. Gian nan cảnh đua chen, tham vọng tranh giành, ngài tuyệt số đành gửi thân mộ, đau khổ một linh hồn miền dĩ lộ thâm mô. Chỉ có Phật pháp màu nhiệm gắn thiền tu, mới thoát án mây mồ mới hiểu tường cảnh giới. Ngày dặm bước nơi đâu xin cho con tìm tới, đừng bỏ mặc chúng sanh nơi bể hận sông sâu. Ôi thương vô cùng một tâm hồn thánh thiện, ngươi trải lòng rất cao quý đáng ngợi khen. Nhưng nghiệp lực còn, dù không muốn đua chen, duyên lành đến, then chốt là đạo pháp. Không cần phải theo thái tử mới mong thành chánh hòa, theo ta về hầu hạ lĩnh thiên nhang, đêm lẫn ngày niệm Phật cầu an. Cõi cực lạc sen vàng chờ lý đó, thái tử thiếp và sai phúc trở về cung điện, ngài yên lòng dầu dài bước chân tu. Thái tử từ đây về sau chốn mất hư danh chốn dòng hoàng triều, đạo nhân thiền sư thiên tú quy y Phật đã nhiệm màu, cầu cho sai phúc cùng lê quân hầu quan ân đều bình an, tái lai vui trung. Chàng ơi chia tay nát lòng, từ nay ly tan chưa đồng, đường tổ tương dưa nấu sông, đừng nên để trôi sông. Hiền mong luôn luôn ghi nhớ trọn niềm tin dầu.
lòng cậy kinh hòa hôn trinh, cứu nguy nhân thế chàng ơi. Quỳ xin Phật duyên rõ căn duyên đô trì người hiền, phiền đạo mờ tan sao sáng vinh quang đạo vàng thường tồn. Nhìn nhau dương dân hòa lòng nhân, cùng trọn ân đời phu dân, hãy tu an lành thân. Một người nằm ở gian rừng, không biết sống hay chết. À, còn thở, còn thở. Chắc đói cơm khát nước mới ngất xỉu giữa đường. Mau cứu người làm phước. Tôi sống hay đã chết? Người còn sống, nhà nơi nào, tên họ là chi, sao lại vào rừng xanh rồi ngất xỉu? Tôi tên là Thiên Thủ, tìm ân sư học đạo tu thiền. Vì đói khát nên mệt lạ. Chắc người cứu tình tôi. Đa tạ ơn cứu mạng. À, không có chi, không có chi. Đừng lại tạ. Tôi tên Quất Đơn Đầu, đi hái lá thuốc gần đây, tình cờ chợt thấy mới cứu người tỉnh lại. Không còn khát nước, cơn đói sẽ dày dò. Sẵn có cháo mang theo, người dùng đỡ, chúng ta cùng trò chuyện.
ân nhân mang theo chỉ đủ ăn, có tôi dùng thì không sao. Lúc nào tôi cũng mang theo nhiều cháo, phòng khi những loài chim, hươu, nai hay những con thú hiền lành không tìm được thức ăn. Tôi chia sớt ít nhiều tạo phước vậy đó mà. Ăn đi, không có thiếu đâu. Chúng ta cùng ăn ha. Cảm tạ ân nhân. Đừng gọi tôi là ân nhân, hãy gọi đơn đầu đại sư là được rồi. Người bao nhiêu tuổi? Dạ, tôi 19 tuổi. Vậy là nhỏ hơn tôi. Khi nãy nghe người bảo là tìm danh sư học đạo tu thiền à? Dạ phải. Cảm thấy đời là bể khổ, lòng thấm nhuần câu sắc sắc không không chốn bụi hồng đầy bão táp cuồng phong, rồi xuống hạ thu đông khó thoát trời bão giông. Tu như thế sẽ đạt được kết quả gì? Tu như thế thời đạt đến cảnh giới quả luân tam muội, tùy ý điều khiển lửa trong tam giới thân và tâm, được tự tại và sống lâu ngang tuổi với trời đất, không ai có thể xâm phạm đến người được. Tu pháp này bao lâu mới chứng đắc? Lâu thì 10 năm, nhanh thì 6-7 năm mới chứng được quả luân tam muội. Xin đạo sư cho hỏi, tu pháp môn này có tiêu tan phiền não hay không? Có còn phải luân hồi không? Có mấy ai tu hành mà phiền não tiêu tan, đường tử sanh do nơi trời đất. Từ kiếu ta về tỉnh thức hành trì, người phải làm gì tùy tâm ứng phó. Bồ Tát thọ trì điều khiển chúng thân, tam muội quả luân đơn tiền bộc phát, lực nóng dâng cao hạnh sát mệt người, lá xanh úa tàn có cây chạy. Người hãy nghe đây, sức tu kinh thiên đạt đỉnh cao vời. Giới kinh khí rạng ngời, khắp vùng vô sông. Pháp tu của người nhận thấy hoài không, mặc định mến mong giải thoát luân hồi, chánh pháp tuyệt vời là phải giảng sanh. Giảng sanh chẳng luân hồi, rồi hồn phách về đâu? Về chốn hư không. Ông đại sư cứu sống, nguyện ghi xương tác gia.
những thiên thủ xin kêu từ tìm chân lý cao sâu. Dược bể dâu nhờ Phật pháp nhiệm màu, tế độ chúng sanh khỏi cảnh thương sầu. Tạ từ vào non dân ngân tu, quán định cõi dương trần sớm tàn tối liềm. Qua đường tắt nẻo sai chìm đắm giữa mây mờ, hãy chờ đợi tinh mai. Chỉ một lời nếu ráng người, mặc định thiền tu xin tế độ đơn đầu thọ pháp ân sư. Là một bầu thái hư vô tận. Đạo chứa đủ tâm Bồ Đề và Đại Bồ Đề. Đạo là chỗ đi một mình không chướng ngại. Ôi thật là di mật bí mật khó nghĩ khó lường. Đạo là chỗ về lưỡng tâm không trí rộng an lạc thật sự. Đạo là con đường liễu sanh thoát tử, là chỗ tròn đầy đạo đức vô cùng vô tận. Tu phải vô tâm, nếu tâm không bình làm sao đắc quả. Trí theo thiện tu, không hòa theo trí, trí khôn mệt sao bây giờ. Mong nương nhờ đường chân tu như thuyền lướt sóng trong dồn liên thinh. Dòng vô minh làm tâm kinh, quỳ nam mô đắc thành quy y.
Tây Lô, an tâm thiền tu mong ngày sau cứu đời độ sanh, viên thành nên danh, dương trần nhiều lũ tranh, đạt thành chánh giác thơm ngát hương đời. Đây là chiếc y của đại cổ Phật hiệu Tỳ Lô Gia Na Như Lai. Sau khi Phật tịch diệt, Sa Lợi Phật trao hết cho mọi người. Chỉ còn chiếc y vàng ánh có sức mạnh hàng ma phục quỷ. Đức Phật bảo chúng tôi hãy trao báu vật này cho người ngồi tu cảnh rừng Ra Hát Đa. Ngài đã có duyên mai, hãy vòng tay nhận ngay thành chánh giác Như Lai. Cũng nhờ y Phật báo, ráng tu hành đến khi đạt thành nhân lành, gieo giống quá hiền trọn nên lòng hân hoan đời vinh sang. Rừng Xa Lai vàng trao đến bên bờ tương lai, ngàn ơn sâu Ngài ban cho, dù đau thân tu hành kiên nhẫn kiêu từ đông cung. Tình cho phiền nào trở về không, như vậy như nhiên tận đáy lòng. Ba đời chư Phật đều như vậy, tình như pháp hiệu ấy tỏ thông. Khệ thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy giá hộ. Nam mô Tát Đa Nậm Tam Bồ Đề Cu Chi Nậm Đát Điệt Tha. Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề Ta Bà. Do sức mạnh của thị đại thần chú, thị đại minh chú làm cho sáu điệu gian đội liên hồi. Ngài tình như ngồi tu trải qua sáu năm mật niệm và 108 ngày mật định thì thành tựu quả vị Tô Tất Địa. Trên hư không có tiếng chư Phật vang lên: hay thay, hay thay, Đức Phật mẫu chuẩn đề đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Hay thay, hay thay. Thiên thủ hồng ngần ngang đã có tà nhèo trái quan, dầm ngàn quan sang đến đây mong dân an. Nghe tin ngươi giờ đã thành chánh giác thần thông, đâu cho ta biết qua còn ngu si mi mau tránh ra. Lợn khinh không toàn mạng phép hầu của người thế nào dám giá trời đổi đá. Lời Như Lai nhà ngươi cấm tâm tài ba chỉ cần thi thú đi. Được, hãy xem đây. Thank you.
màu Như Lai, phép thiên đao vàng ra tay. Mi nay đành rồi làm thân chim từ sông tàn kiếm nơi dương trần, còn gì tức dư đoàn trường thám thiết a tì quyền gì đã mất quần kiếp chim từ nay mất tương lai đời trai quy giáng sinh đấng anh linh từ bi tâm khắc ghi ơn ngàn đời mẫu, xin ngài đợi chờ, Khổng Tước sẽ thỉnh bà Tinh Tú Thiên về đến. Đạo lý ban gương đời
cho ngàn dân sinh. Ôi phước mai trùng lại thấy nhau, con ân tu viên thành đạo vàng. Lòng của cha xấu xa ngày qua, quỳ cầu xin tha. Nên xoa mờ lỗi xưa hoàng gia, chánh pháp minh nhiệm màu nở hoa. Thương dương mẫu giải tan đạo buồn, ngày ấy nay thánh thời pháp du di ngàn khơi. Ban đức ân phổ độ, một lời dung tha. Bậc tu hành không chấp sai lầm, huống chi là chánh đặng Như Lai. Phải trải lòng rã tay tây đồ. Thuở còn thơ đã nhờ ơn Vũ Lâu, thể xác này đang tương ngộ sống thân bằng dao cam thâm tình. Duyên nghiệp của mẹ cha còn ngãn hương cung đình, ngày mãn số dùng quỷ linh tế đồ. Miền lạc cảnh quay về cùng chứng mô nhàn tu. Đã hiểu rồi cõi tạm phù du, ngày như gió chiều thu tươi mát lòng sáng vui. Từ nay đông thắng phương quang dân cùng chung lối, qua tiếng kệ lời kinh là diện mũi thanh. Phật môn trên thế tôn thương xót nhân sinh vui chốn, không quán gian nan gắn không miệt mài, hy sinh thân xác dấu dương đọa đài. Mừng thay cho pháp môn thoa đề vị lên chí tôn, quyền uy gắn công tinh tu, thường thiên mang căn liền đài sẽ gắn công lên hai tu thêm không còn thạc sanh. Tính tu thiên tên lạc chân là hiền mẫu từ thượng giới thiên nhãn, chính phụ thân là bồ tát giảng sanh rồi. Xin mẹ gắn thiền tu công đức dung bồi, riêng khổng tước đã sám hối rồi tội lỗi. Như Lai sẽ độ trì vào pháp bảo xuất gia. Đa tạ đấng đại từ Phật mẫu thứ tha, Khổng Tước chúng dương trần sẽ thiền tu mật định. Nhờ pháp linh chú trần đề tâm định tịnh, cầu thoát kiếp chim sâu miền lạc cảnh quay về. Con nguyện thề theo chân Phật, vui đạo lành lòng ngay thật, hành trì tu mật. Người từ bi rưỡi chan con nhờ, say phúc hỏi đã hứa lời từ giáo ấy. Thọ ký nhà ngươi làm thị giả tu trì, không duyên xuất gia du quy. Mong ngài thọ ký độ trì pháp môn, chuẩn đề mất định thượng tôn. Lễ quân nạp thọ xuất môn phụng hành. Như Lai sẽ đáp nghĩa nàng bằng lời thọ ký.
mì dép vắng bụi ta theo về cả sức gia sống khổ hạnh xót xa nơi quan dân sơn hồng ta quyết chẳng cho nhà ngươi xâm tất cả đành phải chịu chôn thay hoặc mẫu các ngươi sẽ thảm hại nơi đây đón đầu mở cho chúng biết tay. Tôi đã tìm ra ánh sáng tương lai, bái tạ đáp ơn một ngày cũng là thầy. Phật mẫu đức cao dài xin thâu nạp đồ tôn. Hãy cho đón đầu không nước giam tổ đàn, hãy xin thần linh của Ma Vương nhìn ra sẽ đánh các phương thần cho vui. Đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy giá hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẵm Đát Điện Thàng, án chiếc lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà.